Rồi, như vậy là cái men Acer Aspire 4810T nha các bạn, đã xuất hình. Nguyên nhân ở cái máy này là do bị đứt cáp LCD nha các bạn. Sau khi mình đã nối lại sợi cáp LCD đây thì máy đã xuất hình nha các bạn. Rồi, video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn. Chào các bạn, chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Canfit Gucci. Hôm nay mình nhận được con Acer Aspire 4810T nha các bạn. Hiện trạng của con này là men hoạt động, phím cấp lắp được nha các bạn, nhưng không xuất hình. Màn hình không xuất ra màn hình nha các bạn. Màn hình không xuất ra. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái hiện trạng của cái máy này nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm nguồn. Rồi đây nha các bạn, đó máy cấp lắp được đó, mình cắm qua USB này là cấp lắp được này nha các bạn, đó. Máy cấp lắp được nhưng không xuất ra màn hình nha các bạn. Đây bạn thấy là màn hình không xuất ra, cáp mình gắn đầy đủ nha các bạn, đó. Và mình mình nghi ngờ là bị cái phần này nha các bạn, đó, vị trí cáp chỗ này nè. Đó, nó bị đứt cáp vào vị trí này nha các bạn. Đó, bây giờ bắt đầu mình sẽ tháo máy ra nha các bạn. Đó, và tháo cáp màn hình ra, kiểm tra khu vực này nha các bạn. Rồi, sau khi mình tháo bốn con ốc, bốn vị trí này ra, rồi mình gỡ cái mặt B ra nha các bạn, của màn hình ra. Bây giờ bắt đầu mình sẽ kiểm tra cái vị trí sợi cáp này nha các bạn. Đây, ở vị trí này. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành mình kiểm tra xem nó có cáp nó có bị đứt không nha các bạn. Cái vị trí này là mình thấy sợi cáp nó đang bị mục nha các bạn, nó mục nó rỉ hết rồi nè. Khả năng là nó đứt ở vị trí này, mình sẽ tiến hành tháo ra kiểm tra và mình sẽ hàn lại nha các bạn. Mình phát hiện cáp đứt rồi nha các bạn. Đây, đó, vị trí cáp đứt này nha các bạn. Đây, một chút xíu để mình kiểm tra cái đứt mấy cộng rồi mình sẽ để
gần lại cho các bạn xem. Rồi như vậy là mình phát hiện đứt ba sợi nha các bạn. Đây, mình sẽ để gần lại cho các bạn xem là bị đứt ba sợi cáp. Đây nha các bạn, cáp bị đứt. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ hàn lại nha các bạn. Sau đó mình sẽ quấn cáp lại. Thank you.
Rồi, sau khi mình hàn xong sợi cáp nha các bạn, ba sợi cáp đứt và mình đã nói lại, bây giờ mình sẽ gắn vào, mình test xem máy có xuất hình hay không nha các bạn, xem chính xác có phải là nguyên nhân do đứt cáp màn hình không nha các bạn, cáp LCD màn hình. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành gắn vào, xem cái main hoạt động và có xuất hình hay không nha các bạn. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn cái cáp vào main nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành cắm nguồn cho các bạn xem là cái main có xuất hình hay không nha các bạn. Đây, bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành đây nha các bạn. Sợi cáp nó đây. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắm vào nha các bạn, xem cái main có xuất hình hay không nha các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành cắm nguồn. Rồi, như vậy là cái main Acer Aspire 4810T nha các bạn, đã xuất hình. Nguyên nhân ở cái máy này là do bị đứt cáp LCD nha các bạn. Sau khi mình đã nối lại sợi cáp LCD đây, thì máy đã xuất hình nha các bạn. Rồi, video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.